Thưa quý vị, những hình ảnh này được camera an ninh ghi lại bởi vì nội dung gây sốc nên buộc chúng tôi phải che mờ đi phần lớn nội dung. Ngày 24 tháng 11 năm 2022, đội cảnh sát giao thông công an huyện Xuyên Mộc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến hai người bị thương. Vụ việc xảy ra tại ngã tư đường Hùng Vương, Huỳnh Minh Thạnh thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc khoảng 21 giờ 7 phút ngày 23 tháng 11 năm 2022. Lúc này, một ô tô chạy trên đường Hùng Vương khi đến ngã tư giao nhau với đường Huỳnh Minh Thạnh đã va chạm với xe máy chở theo hai thanh niên đang chạy từ đường Huỳnh Minh Thạnh đến. Vụ va chạm khiến hai thanh niên văng lên cao rồi rơi xuống đường, trong đó có một người rơi trước đầu ô tô. Lúc này, một người đàn ông đứng ngay ngã tư đã chạy đến hiện trường ra hiệu cho ô tô dừng lại. Ô tô dừng lại được vài giây nhưng đột ngột tăng ga lao về phía trước, bánh trước cán qua người nạn nhân. Thưa quý vị, ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, đội cảnh sát giao thông công an huyện Xuyên Mộc đã đến hiện trường cùng người dân đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Ngày 24 tháng 11, một cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện Xuyên Mộc cho biết, qua kiểm tra phát hiện người cầm lái ô tô là nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các bản tin sau.